Hello, xin chào các bạn. Và trên tay mình đây là một chiếc Samsung Galaxy S21 Ultra, một siêu phẩm mới được ra mắt của Samsung, vừa mới ra mắt thôi. Và ngay cạnh nó đấy là chính là chiếc bao da Nikin Queen cho Samsung Galaxy S21 Ultra, một mẫu bao da giá rẻ dành cho chiếc smartphone này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái bao da Nikin Queen này. Ok. Vỏ hộp thì đây chắc chắn là hàng chính hãng của Nikin rồi, các bạn hoàn toàn yên tâm. À, mình sẽ mở hộp ra luôn. Về chất liệu của cái bao da Nikin Queen này thì theo như nhà sản xuất thì bao da này được thiết kế từ chất liệu da bò, với mặt trong thì được thiết kế là da lộn. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào hai cái mẫu bao da này. Trước tiên thì các bạn có thể nhìn thấy ngay cái logo của Nikin ở đây. Đây là màu nâu da bò khá là đẹp. Về thiết kế thì cũng không có gì khác biệt so với những cái mẫu bao da Nikin Queen trước của Nikin, thì vẫn với cái thiết kế mà ở cái phần toàn bộ cái phần cạnh này thì được thiết kế với chất liệu polycarbonate tổng hợp cao cấp, mặt sau với cái logo Discover Innovation, logo của Nikin. Và toàn bộ cái phần mặt trước và mặt sau của bao da thì được thiết kế từ chất liệu da bò cao cấp. Mặt trong thì được thiết kế với dạng da lộn, logo của Nikin. Ok, và ngoài ra thì cái bao da này nó có thêm những cái khe để các bạn có thể được cà phê rít, thẻ ATM, có thể nó có hai khe để các bạn có thể được. Sản phẩm có màu đen, màu nâu, và đây là màu đen. Màu đen thì cũng khá là đẹp, tuy nhiên thì theo theo mình thì mình cảm giác cái màu nâu nó đẹp hơn. Màu đen ạ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng lắp thử cái điện thoại Samsung S21 này vào chiếc bao da Nikin Queen này. Và đây các bạn có thể nhìn thấy đây. Đây là sau khi lắp vào. Thì sau khi lắp vào thì cái phần camera đây thì nó đúng bằng luôn so với cái phần bề mặt bao da. Thì với cái việc thiết kế này thì cho cảm giác chúng ta cầm khá là mỏng. Tuy nhiên thì với cái thiết kế này thì nó sẽ không bảo vệ được hết cái phần cụm camera này. Đây, các bạn có thể nhìn thấy đây. Đây là toàn bộ các góc cạnh. Cái phần cạnh này thì được thiết kế các nút để chúng ta có thể dễ dàng thao tác bấm hơn. Đây, cạnh trên. Với cái bao da này thì nó không có tính năng là đóng vào tắt mở ra tự sáng, và thực ra thì nó không có tính năng gì ngoài tính năng bảo vệ. Ngoài cái tính năng bảo vệ toàn bộ thân máy cũng như là màn hình thì nó không còn tính năng gì khác. Ok, chúng ta sẽ cùng lắp cái bao da màu đen. Rồi, lắp cái bao da màu đen này vào. Đây, cũng khá là đẹp, tuy nhiên thì nó không có nhiều tính năng. Đây, các bạn thấy. Có khay đựng thẻ. Vâng, để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về chiếc bao da Nikin Queen cho Samsung Galaxy S21 Ultra, các bạn đừng quên truy cập vào website phụkiện samsung.com hoặc liên hệ số hotline 0829 959 595. Các bạn cũng có thể xem giá bán của sản phẩm, cái mẫu sản phẩm này thì có giá tương đối rẻ, thì các bạn có thể xem giá bán của sản phẩm ở ngay đường link ở dưới cái video, phần mô tả của video này. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh của Phụ Kiện Samsung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. You know.